Trọng Hiếu xin kính chào quý khán giả của nhà vườn đang trở lại với chương trình thông tin chế phẩm trên kênh YouTube An Phát Đông Kê An Trái. Kính thưa quý anh chú thân mến, thì ngày hôm nay Trọng Hiếu sẽ cùng với quen quý chú chúng ta tiếp tục à, tìm hiểu về những cái giải pháp phía bên An Phát Nông à, và ngày hôm nay nhân vật chính của chúng ta đó chính là chế phẩm Supercat. Khi nói về Supercat thì đây là một cái dòng chứa chất điều hòa sinh trưởng Brassinolide kết hợp với những cái trung vi lượng À, thì à, ngày hôm nay Trọng Hiếu sẽ mang đến anh chú chúng ta những cái điểm đặc biệt về cái chế phẩm SuperCat này Thì nói về SuperCat thì à, trong suốt quá trình mà canh tác à, trong thời gian vừa qua Thì nó đã trở thành một cái à, giải pháp gì đó không thể thiếu à, Trong cái việc mà à, chăm sóc cây sầu riêng của anh chú chúng ta Đặc biệt là trong cái điều kiện mà nó khó khăn như giai đoạn hiện tại hay bậc ha, Bực, ha. À, Thì à, như đã đề cập đó Thì cái thành phần chính của cái à, chế phẩm SuperCat này Đó chính là À, Thì à, đây là một trong những cái À, thành phần bà con chúng ta biết á, brassinolide nó là một cái nhóm chất điều hòa sinh trưởng mà ở trong cái nhóm này thì nó sẽ có rất là nhiều những cái dòng brassinolide khác nhau. thì à, điển hình ở bên trên màn hình trong hiếu có hiển thị cho anh chú chúng ta thấy là có năm dòng cơ bản, thứ nhất là 24 ab brassinolide, à, rồi 22, 23, 24 ab brassinolide, rồi 28 ab brassinolide, rồi 28 homo brassinolide và một cái dòng cuối cùng đó chính là Steric 14 hydroxylat thì à, cái dòng Steric 14 hydroxylat này là một trong những cái dòng à, chiết xuất từ à, tự nhiên à, và chúng ta biết là cái dòng số 14 này đó thì nó có cái hiệu lực đối với cây trồng lên đến 100% thì mình biết là đối với những cái chế phẩm à, chất đồ và sinh trưởng khi mà chúng ta bổ sung ngoại sinh vào đó thì À, nó mỗi dòng thì nó sẽ có cái độ tương thích với cây trồng khác nhau. Thì những cái dòng tự nhiên thì cái độ tương thích nó sẽ cao hơn. Thì riêng về cái dòng số 14 này cũng là cái thành phần của cái supercat này thì nó là một trong những cái dòng được chiết xuất 100% từ thiên nhiên từ hạt phấn của hoa cải dầu do đó là cái độ thích ứng cũng như là cái hiệu lực ở trên cây trồng của chúng ta rất là cao. Thì đây là một cái biểu đồ mà trong hiếu ghi nhận à, từ người ta nghiên cứu à, của những cái tài liệu nước ngoài thì thấy được là cái à, cái hiệu quả của nó trên từng cái nhóm khác nhau thì anh chú chúng ta có thể tham khảo. thì à, bên cạnh cái chất điều hòa sinh trưởng racinolide là cái chất chính ở trong cái chế phẩm này thì mình thấy là nó còn bổ sung thêm à, những cái hàm lượng khác chẳng hạn như là kẽm à, rồi bổ sung thêm đồng nữa thì những cái nguyên tố dinh dưỡng này nó sẽ rất là ý nghĩa trong cái việc mà chúng ta canh tác đặc biệt là canh tác cây sầu riêng. thì nói về cái công dụng của À, Super cát thì anh chú chúng ta đã biết đây là một cái chất chống sốc toàn diện cho cây trồng và cây sầu riêng thì chúng ta đã ứng dụng rất là nhiều. thì à, khi mà mình nói về cái việc sốc của cây trồng thì mình chia ra làm hai nhóm sinh học và phi sinh học. thì tất cả những cái yếu tố gì đó mà nó xảy ra trong cái quá trình mà chúng ta canh tác thì nó đều tác động tới cái sinh lý của cái cây trồng. thí dụ như à, chúng ta canh tác trên một cái vùng đất nó nhiễm phèn quá thì cái chất làm cho cây trồng của chúng ta bị stress đó chính là phèn rồi canh tác trong cái thời điểm mà bị xâm nhập mặn thì những cái độc chất mặn này cái nồng độ mặn đó là những cái yếu tố làm cho cây trồng của chúng ta bị stress hoặc là vào một cái thời điểm điển hình giống như giai đoạn hiện tại cây trồng của chúng ta đang phải sinh sống trong một cái môi trường nắng nóng khắc nghiệt à, ban ngày thì nhiệt độ rất là cao thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái quá trình sinh trưởng làm cho cây trồng của chúng ta bị sốc thì khi mình tác động cái supercast này vào À, thì sẽ giúp cho cây trồng của chúng ta nó coi như là nó ổn định, nó cân bằng đúng với cái đường ray sinh trưởng của nó. thí à, dụ như anh chú chúng ta thấy là có những thời điểm cây chúng ta sinh trưởng, có những thời điểm cây của chúng ta sinh sản và bởi một cái yếu tố môi trường, bởi một cái yếu tố sinh học hoặc là phi sinh học nào đó thì làm cho cái nhịp sinh trưởng của nó bị thay đổi, bị ảnh hưởng thì dẫn đến là cây trồng của chúng ta à, nó sản sinh ra rất là nhiều những cái chất không có tốt làm cho cây trồng của chúng ta nó bị ảnh hưởng thì một trong những cái yếu tố mà cây trồng bị sốc dẫn đến cũng như là bị stress dẫn đến đó chính là thứ nhất giai đoạn hiện tại anh chú chúng ta thấy là biểu hiện cháy lá mùa khô có nghĩa là cái vườn sầu riêng của chúng ta cái lá nó cháy rất là nhiều và cái tốc độ mà lây lan cái biểu hiện cháy này nó cũng nhanh và đặc biệt riêng về cái biểu hiện mà trái lá mùa khô này đó thì chúng ta thấy là cái biểu hiện của nó nó sẽ à, xuất hiện đầu tiên là ở những cái vị trí cái lá cây của chúng ta hướng mặt trời lặn tại vì mặt trời lặn là cái hướng nó hướng ánh nắng chiều mà ánh nắng chiều thì chúng ta biết cái độ nóng của nó và cái cường độ uv nó như thế nào rồi à, thì khi mà đến một cái ngưỡng nào đó cây trồng của chúng ta À, bị stress do nhiệt độ quá cao thì sẽ sản sinh ra những cái chất độc hại à, đối với những cái chất này thì làm cho cái lá của chúng ta thứ nhất là bị cháy thứ hai là rụng lá cội thì cái biểu hiện rụng lá cội này đó nó sẽ đến từ rất là nhiều nguyên nhân thứ nhất là cây trồng của chúng ta trong điều kiện nắng nóng nó sản sinh ra những cái độc chất thứ hai là trong điều kiện nắng nóng cây bị thiếu nước mà khi đã thiếu nước rồi thì cái cơ chế tự nhiên để giảm cái sự thoát hơi nước ở bên trên lá đó thì nó sẽ rụng bớt lá thì à, À, khi đó chúng ta cần có một cái nhóm chất điều hòa sinh trưởng để giúp cho cây rầm của mình cân bằng cũng như là tối ưu được cái việc sử dụng nước trong cái điều kiện khó khăn này. thì bên cạnh những cái yếu tố bên trên lá thì mình thấy rồi đó. thì khi mà anh em có à, thực hiện những cái cuộc khảo sát ở trên kênh youtube An Phước Long khen trái hỏi anh chú mình là cái biểu hiện cây sầu riêng của chúng ta nó bị rụng là do nguyên nhân gì thì đa phần anh chú mình sẽ nói là do điều kiện thời tiết và nó là một trong những cái nguyên nhân rất là quan trọng dẫn đến cái chuyện là cái trái của chúng ta nó có rụng hay không thì khi mà cái điều kiện thời tiết đã ảnh hưởng sản sinh những cái độc chất trong đó có ethylene trong đó có H2O2 thì làm cho cái tầng rời của chúng ta phân hủy và rất là dễ bị rụng thì mình sử dụng cái à, Raxinolide thì cũng giúp cho cái cây trồng của chúng ta nó à, được ổn định và nó hạn chế được cái tình trạng rụng này 4 điểm nhận biết hàng An Phát Nông chính hiệu Hàng An Phát Nông phải có logo chữ APN với biểu tượng đốt lúa trên góc trái Hàng An Phát Nông phải có dòng đơn vị phân phối công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại An Phát Nông Hàng An Phát Nông phải có băng nhận diện hình chữ L in chìm biểu tượng APN Hàng An Phát Nông phải có QR code dẫn đến kênh youtube An Phát Nông Hàng An Phát Nông chính hiệu phải đủ 4 yếu tố trên An Phát Nông, An tâm phát triển nông nghiệp À, bên cạnh đó thì mình thấy là khi mà chúng ta tác động cái brassinolide thì sẽ giúp cho cây trồng của chúng ta ổn định cân bằng và khỏe được cái à, hạt phấn thì trong cái thời điểm mà cái cây của chúng ta nó hình thành những cái hạt phấn để mà nó bước vào giai đoạn sổ nhị đó anh chú chúng ta tác động cái à, chất điều bà sinh trưởng brassinolide thì sẽ giúp cho thứ nhất á, là những cái hạt phấn nó sẽ được hình thành nhiều hơn thứ hai là cái sức khỏe hạt phấn nó sẽ được tối ưu hơn và đa phần cái giai đoạn mà sau khi sổ nhị cái trái của chúng ta rụng đó thì cũng phần lớn là do nguyên nhân là cái quá trình thụ tinh nó không có được tốt cái hạt phấn nó không có tồn tại được uh, lâu trong cái điều kiện nhiệt độ cao đó thì khi mà nó không có thụ tinh thụ phấn được thành công thì cái trái của chúng ta coi như là nó không có uh, được tạo ra thì những cái trái nào mà nó không có thụ tinh được đó thì nó sẽ có xu hướng nó bị rụng. tại vì những trái đó nó đã không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái rồi hả bà con ha. do đó là chúng ta tác động thì thường thường anh em khuyến cáo anh chú chúng ta tác động cái chất điều hòa sinh trưởng racinolai này thì vào những cái thời điểm ví dụ như là à, cái giai đoạn mà cái bông của chúng ta vàng vú bò nè, đó rồi khi mà vàng đích đó rồi đến cái thời điểm mà cái bông nó đứt đít chuẩn bị sổ nhị thì chúng ta vẫn có thể tác động cái giải pháp này để giúp cho cây trồng của chúng ta nó à, cường lực và phát triển một cách tốt nhất à, bên cạnh đó thì vào ngoài cái chuyện mà nó chống rụng thì trong cái thời điểm mà cái trái của chúng ta đang phát triển trong những cái giai đoạn mà nó khó khăn cây của chúng ta khó khăn trong cái việc à, À, lấy nước nè, rồi khó khăn trong cái việc mà tiêu hóa những cái dinh dưỡng thì mình đưa cái racinolide này vô thì giúp cho cây trồng của chúng ta nó chuyển hóa nhanh những cái enzyme thúc đẩy những cái enzyme nó hoạt động mạnh hơn. Từ đó mình thấy là mình tác động vào cái thời điểm mà sau sổ nhị sẽ giúp cho cái trái của chúng ta nó lớn được lẹ hơn. À, thì đó là một trong những cái yếu tố mà anh em đã thực nghiệm và có những cái con số cũng như là những cái hiệu quả cụ thể gửi đến anh chú chúng ta qua những cái đoạn video clip ở trên chương trình à, bên cạnh những cái yếu tố trọng Hiếu vừa chia sẻ đó thì chất điều hòa sinh trưởng racinolyl khi mà ứng dụng à, ở trên cây trồng kể cả trên cây lúa kể cả trên cây sầu riêng thì nó có một cái hiệu quả người ta được gọi là hiệu quả giải độc thì ở đây nó sẽ giải độc thứ nhất là giải độc phèn thứ hai là giải độc mặn và thứ ba đó chính là giải độc hóa chất thì à, thông thường nếu như anh chú chúng ta canh tác trong những cái vùng mà nó bị à, phèn mà cây trồng của chúng ta nó bị À, ngộ độc đó Bên cạnh những cái thao tác ở bên dưới chúng ta hạ phèn Thì mình phải tác động những cái chất điều hòa sinh trưởng như là Brassinolide Để nó thải, loại thải những cái chất độc mà nó đã hấp thu vào bên trong cây trồng của chúng ta Thì đây là một cái vai trò mà nó cũng rất là hay Còn trong cái giai đoạn mặn đó bà con Thì chúng ta sử dụng cái chất điều hòa sinh trưởng Brassinolide Nó sẽ giúp cho cây trồng của mình Thứ nhất là tối ưu được cái việc là lấy nước Thì mình biết là trong cái nước mặn thì cái nồng độ muối nó rất là cao Do đó là cây trồng của chúng ta muốn lấy nước được ở trong đó thì nó cần phải à, có cái sự hỗ trợ của những cái axit amin như là axit amin proline thì khi chúng ta tác động cái resinoline này vô đó thì à, nó sẽ giúp cho cây trồng của chúng ta tăng sinh ra những cái axit amin proline này giúp cho cây trồng lấy nước được tốt hơn, lấy dinh dưỡng được tốt hơn. Và thông thường là trong cái điều kiện mặn thì cây trồng của chúng ta bị à, chết khác nè, rồi bị chết đói nè. Rồi những cái độc chất mặn đó nó lên trên cây thì nó làm cho cái lá của chúng ta bị cháy do đó là mình tác động định kỳ thì tầm khoảng 7 bảy anh chú chúng ta đã có thể tác động lại một lần để giúp cho cây trồng của chúng ta nó vượt qua được những cái giai đoạn khó khăn đó và còn thêm một cái công dụng nữa cũng đã được ghi nhận và chúng ta thấy là nó là một cái công dụng nó nằm ẩn sâu ở bên trong mà con có nghĩa là khi chúng ta tác động cái supercat này sẽ giúp cho cây trồng của chúng ta nó hình thành những cái À, chất để mà nó kích kháng thì thường thường người ta à, nhiều nhà vườn mình ví von cái online như là một cái liều vaccine khi mà chúng ta tác động vô rồi thì cây trồng nó sẽ sản sinh ra được những cái enzyme kháng thể từ đó nó vượt qua tốt được những cái điều kiện canh tác khó khăn vượt qua được những cái à, đối tượng dịch hại mà lâm le xâm chiếm vào bên trong cái tế bào và nó gây ảnh hưởng tới cây trồng của chúng ta thì đó là một số cái vai trò mà trồng hiếu có địa thể điểm qua do anh chú chúng ta thấy thì ở bên trên này có một cái tấm hình à, về cái cơ chế giải độc của cây trồng thì ở đây là đưa ra một cái à, chất độc điển hình trong cái giai đoạn mà cây trồng của chúng ta bị stress bởi điều kiện thời tiết đó chính là cái H2O2 thì à, trong cái điều kiện khó khăn thí dụ như điều kiện canh tác mà lạnh quá nhiệt độ ngày đêm chênh lệch quá hoặc là trong cái thời điểm nắng nóng như giai đoạn hiện tại thì cây trồng sẽ sản sinh ra nhiều cái chất được gọi là H2O2 thì những cái chất này làm cho cái lá của chúng ta bị cháy làm cho cái trái của chúng ta chậm lớn làm cho cái tầng rời của chúng ta dễ bị phân hủy à, do đó là mình phải làm sao mình loại bỏ được cái chất này khi mà chúng ta tác động cái brassinolite này vô thì brassinolite sẽ sản sinh ra một cái chất được gọi là catalyze thì catalyze này nó sẽ phân hủy cái h 2 này thành cái khí oxy và nước thì những khí oxy và nước là những cái chất nó không có độc hại đối với cây trồng của chúng ta thì đó là nôm na một cái ví dụ để anh chú chúng ta có thể hiểu được cái cơ chế giải độc của nó À, thì bên trong cái giải pháp này thì mình thấy Cái SuperCat thì nó chứa thêm cái kẽm à, Thì kẽm là một trong những cái chất Giúp cho cái à, tốc độ hình thành cái dịch vụt tố nó được lẻ hơn Do đó là mình sử dụng cái SuperCat Nếu như cái giai đoạn mà anh chú chúng ta tạo cơi đó Thì mình cộng cái công thức SuperCat nè Calibwell Mình cộng chung với à, những cái à, giải pháp Bốn phần ở bên dưới Thì mình thấy là mình tạo ra được cái cơi đọt nó rất là nhanh lẹ à, Còn trong những cái À, thời điểm mà anh chú chúng ta tác động những cái giai đoạn mà trái nè Thì cũng giúp cho cái trái của chúng ta cái gai nó được xanh hơn Nó được cứng cáp cái gai hơn, hạn chế cái tình trạng bị vàng gai nữa à, Thì cái công thức cụ thể Trọng Hiếu sẽ chia sẻ anh chú chúng ta à, ở cái phần sau ha Chào mừng quý khán giả trở lại với chương trình thông tin chế phẩm trên kênh youtube An Phấn Đông Can Trái Và ngày hôm nay thì chúng ta à, tìm hiểu về cái cách sử dụng của chế phẩm Supercat Một chế phẩm rất quen thuộc à, đối với nhà vườn canh tác cây sầu riêng Thì à, như phần trước Trọng Hiếu đã chia sẻ những cái công dụng rồi à, Nhưng mà một cái vấn đề mà anh chú chúng ta quan tâm nhất đó chính là Khi mà mình có chế phẩm trên tay rồi thì mình phải sử dụng như thế nào Cái liều lượng ra làm sao rồi mình kết hợp với những cái chế phẩm như thế nào để cho nó cái hiệu quả tốt nhất Thì ở phần 2 này Trọng Hiếu sẽ chia sẻ đến quên của chú mình À thì ở đây Trọng Hiếu sẽ chia sẻ ba cái công thức phổ biến nhất Ở trên cây sầu riêng mà anh chú chúng ta có thể ứng dụng Thứ nhất đó là mình khắc phục cái tình trạng trái lá mùa khô thì đây là một trong những cái tình trạng mà làm ảnh hưởng tới cái bộ lá của mình mà khi bộ lá nó đã không có tốt nó đã bị giảm cái tốc độ quang hợp rồi thì rất dễ xảy ra tình trạng là cái trái của chúng ta nó bị rụng hoặc là cái trái của chúng ta nó chậm lớn thì à, đối với cái chuyện mà cái trái lá mùa khô trên cái vườn sầu riêng của mình đó anh chú chúng ta nên đảm bảo dùm cho đồng hiếu là cái à, đầu tiên là những cái giải pháp về kỹ thuật có nghĩa là mình phải làm sao mình tưới đủ nước cho cái vườn sầu riêng của chúng ta thì thông thường anh em hay à, có cái giải pháp khuyên anh chú chúng ta là tưới đủ ẩm thì đủ ẩm như thế nào thì anh chú chúng ta cũng đã biết rồi và cái cách để mà mình à, xác định coi là cái lượng nước của chúng ta đã đủ ẩm hay chưa thì anh em cũng đã chia sẻ trên kênh youtube rồi à, thứ nhất là mình phải đảm bảo đủ nước và cái nữa anh chú thì trọng hiếu thấy là cái này chắc có lẽ là anh chú chúng ta cần phải đầu tư chút xíu hoặc là một số khu vực nào mình chưa có đó thì mình sẽ à, đầu tư hoặc là khu vực nào mình có rồi thì mình áp dụng đó chính là chúng ta sẽ phun xương bên trên tán lá thì mình biết là cái nguyên nhân dẫn đến trái lá này là những cái độc chất khi mà cây trồng của chúng ta nó bị cái ánh nắng cái nhiệt độ quá cao thì nó sản sinh ra cái H2O2 thì mình loại bỏ được cái nhiệt độ đó bằng cách là chúng ta sẽ tưới đủ nước mà khi mình tưới đủ nước đó thì cái cây trồng của chúng ta nó sẽ rút cái nước ở bên dưới rễ lên và nó đưa lên tới trên cái lá thì nó thoát ra cái khí khổng của chúng ta bằng dạng hơi nước thì những cái hơi nước này nó sẽ À, làm giảm cái nhiệt độ ở bên trên tán lá của mình xuống thì giúp hạn chế được cái tình trạng này cũng rất là hay à, và thêm cái nữa là anh chú chúng ta có thể phun là mát cái tán lá trực tiếp bằng những cái vòi phun sương thì anh chú nào mình thấy những cái khu vực mà cái quán cà phê này nọ đó người ta có những cái vòi phun sương để mà người ta giảm nhiệt thì mình vẫn có thể mình ứng dụng lên trên cái vườn sầu riêng của chúng ta thì trọng hiếu thấy là có một số khu vực anh chú mình đã ứng dụng cái giải pháp là phun thuốc tự động luôn rồi thì trước đó là tưới nước tự động ở bên dưới ha bây giờ họ đã có những cái bếp nhuyễn họ gắn lên trên cái tán lá luôn là pha thuốc rồi phun lên luôn thì sẵn đó có cái hệ thống đó thì mình tưới một cái dạng nước rất là bình thường nước mát mình phun lên thì làm giảm được cái nhiệt đó thì cái lá của chúng ta nó sẽ hạn chế được cái tình trạng rụng à, đó là cái giải pháp để mà chúng ta phòng ngừa như vậy thì đối với những cái vườn nào mà chúng ta đã có cái biểu hiện trái lá mùa khô rồi thì anh chú chúng ta sẽ áp dụng cái giải pháp đó chính là supercat và cabofort cái điều lượng thì trọng hiếu đã chia sẻ lên trên màn hình rồi mình giúp cho cây rồng của chúng ta vượt qua được giai đoạn này giúp hạn chế cái tình trạng rụng lá cũng như là à, chặn đứng được cái tình trạng cháy lá ở trên vườn của chúng ta bằng cái công thức mà trong hiếu chia sẻ bên trên màn hình đó chính là supercat và camofort à, và đối với một cái à, cách ứng dụng supercat thứ hai đó chính là chống rụng thì công thức phổ biến mà anh chú chúng ta nghe nói anh em hay chia sẻ cho anh chú chúng ta về giải pháp chống rụng đó thứ nhất là maybe thứ hai là camofort và thứ ba đó chính là supercat thì anh chú chúng ta biết là trên kênh youtube Anh phấn Đông Gang trái thì anh em đã chia sẻ có một chút xíu thay đổi qua từng trường hợp ở trên vườn của chúng ta. Thường thường anh chú chúng ta nghe có ba cái công thức phổ biến. Một là maybe carbophos với nuti, rồi maybe carbophos với kẽm, rồi maybe carbophos với supercat. Như vậy thì chúng ta ba cái giải pháp này chúng ta đều có thể ứng dụng được hết bà con thì trong thí dụ như mình thai mê thì nó chứa đầy đủ hàm lượng dinh dưỡng thì cung cấp dinh dưỡng cho cây chơi trái của chúng ta rồi kẽm thì giúp cho cái trái của chúng ta nó được dẻo dai hơn nó được xanh hơn rồi uh, supercat thì chúng ta đưa vô nó chống sóc nó loại bỏ được những cái chất gây phân hủy tầng rời thì từ đó cái trái của chúng ta nó cũng sẽ được giữ do đó là cái bộ ba này thì Đôi khi chúng ta phải tinh chỉnh chút xíu nhưng mà trong cái chương trình ngày hôm nay mình nói về cách sử dụng Supercat thì trong hiếu chia sẻ cho anh chú chúng ta về cái bộ ba đó chính là baby Cambuforce và Supercat thì ứng dụng để mà chúng ta à, phun xịt chúng ta hạn chế được cái tình trạng rụng trái nó cũng rất là hay. Thì à, đối với cái thời điểm ứng dụng thì đó cái bộ ba này anh chú chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng ở tất cả mọi thời điểm khi mà mình mong muốn, mình muốn là chống hạn chế cái tình trạng rụng ở bên trên vườn của mình hoặc là những cái thời điểm cố định, thí dụ như là bông sầu riêng nước đít sầu riêng sổ nhị khoảng 80 phần trăm rồi sau khi mà sổ nhị xong 7 ngày thì chúng ta có thể tác động cái bộ ba này ngoài ra những thời điểm khác thì anh chú chúng ta có thể ứng dụng một cách thoải mái ha và nó không ảnh hưởng gì tới cái vườn của chúng ta hết nhớ nha chế phẩm baby carbofort và supercat thì bên cạnh cái giải pháp chống rụng đó thì luôn luôn kèm theo là những cái giải pháp kỹ thuật ha thì cây bị sốc bị rụng thì chúng ta phải đảm bảo là cái lượng nước mình tưới cho nó đủ và hạn chế là anh chú chúng ta không có tưới nước vào buổi chiều sau 4 giờ rưỡi là mình không có tưới nước dưới gốc nữa có đi nữa thì anh chú chúng ta sẽ phun xương ở bên trên lá để dạ, hạ cái nhiệt sau cái thời điểm mà nó nắng nóng thôi còn bên dưới gốc thì sau 4 giờ rưỡi thì nhớ cho đồng hiếu là mình không có tưới nữa rồi cái hàm lượng dinh dưỡng chúng ta cũng đi cân đối và thông thường trong cái giai đoạn mà chúng ta thấy sầu riêng nó mang trái đó thì anh em khuyến cáo anh chú chúng ta là đi cái phân ba số là nó an toàn nhất Thứ nhất á là mình đi ba phân ba số 15, ba số 16, ba số 17 vân vân. Thì mình đi những cái dạng phân đó thì nó sẽ cân bằng được đạm lân kali thì cái cây của chúng ta hạn chế được cái tình trạng đi đọt. này vì mình biết là đi đọt thì nó cũng gây rụng nữa. Và đó là những cái lưu ý trọng hiếu chia sẻ đến chú chúng ta để hạn chế cái tình trạng rụng. Và cái công thức cuối cùng đó chính là xả nhiệt. Thì công thức này nó sẽ chứa thứ nhất là supercat, thứ hai là kẽm. Thì đây là một cái công thức anh chú chúng ta có thể phun trùm hoặc là phun toàn tăng tán lá trong cái quá trình mà chúng ta canh tác mọi thời điểm luôn. Tại vì sao? Trong những cái thời điểm nắng nóng khó khăn thì cây trồng của chúng ta nó bị stress, bị nhiệt độ quá cao, nó bị quá tải đó thì mình sẽ sử dụng cái này để mình tác động lên giúp cho cái bộ lá của chúng ta nó được mát hơn, giúp cho cái bộ lá của chúng ta nó được gia cố nó dày dặn nó xanh hơn thì nó hạn chế được cái tình trạng bị cháy lá thì đối với supercat và nano kẽm đó thì thường thường anh em cũng cho anh chú chúng ta tác động vào cái thời điểm mà cái cây sầu riêng của chúng ta đang sổ nhị thì thông thường trong cái thời điểm sổ nhị thì nghe anh em khuyến cáo là mình không có phun bất cứ một cái gì hết à, tuy nhiên thì đây là một cái cặp đôi nó ngoại lệ anh chú chúng ta vẫn có thể tác động trong thời điểm mà cái vườn của chúng ta đang sổ nhị nhưng mà lưu ý cho trong hiếu mình tác động cái giải pháp này thì chúng ta chỉ phun bên trên tán lá nếu như nó đang sổ nhị, tại vì mình biết là nó đang sổ nhị thì nó đang thực hiện cái quá trình là kết hợp giữa cái hạt phấn và cái nhụy cái. Do đó là mình phun lên thì nhiều khi nó lại ảnh hưởng. Do đó là khuyến cáo anh chú chúng ta không phun lên trên cái bông đang sổ nhị, nhưng mà ở bên trên lá thì chúng ta phun thời điểm này để giúp cho cây trồng của chúng ta ổn định quá trình sinh lý, giúp cho cây trồng của chúng ta cường lực để vượt qua cái thời điểm sổ nhị khó khăn đó thì cũng rất là tốt. thì bên cạnh cái thời điểm trong quá trình sổ nhị thì anh em hay khuyến anh chú chúng ta là phun cái lúc mà sổ nhị khoảng 40%. tại vì mình biết là cái thời điểm từ khi nứt đít tới sổ nhị 80% thì mình sẽ có hai cửa chặn đầu nhưng mà chính giữa đó cái khoảng cách, cái thời gian nó rất là xa và trong cái giai đoạn khó khăn này nữa thì mình có cái công thức xả nhiệt này mình phun lên bên trên tán lá thì hạn chế được cái tình trạng rụng cũng như là giúp cho cái trái của chúng ta nó đậu được tốt hơn. À, thì cái công thức xả nhiệt này đó Trong những cái thời điểm khác như là mang trái, mang bông Thì chúng ta vẫn có thể phun xịt Để giúp cho cây trồng của chúng ta chống stress cũng như là tăng cái màu xanh lá, tăng cái màu xanh trái cũng rất là hay. Thì đó là ba cái công thức phổ biến mà anh em hay khuyến cáo đến anh chú chúng ta khi mà mình phun xịt lên trên vườn sầu riêng. Thì hy vọng qua những cái thông tin đó sẽ giúp cho anh chú chúng ta thứ nhất là hiểu về Supercat, thứ hai là biết cách sử dụng Supercat làm sao cho nó tối ưu nhất làm sao cho nó hiệu quả nhất à, thì à, rất là cảm ơn anh chú đã theo dõi hết chương trình ngày hôm nay à, qua những cái thông tin này thì à, cũng hy vọng là anh chú chúng ta khi mà mình ứng dụng những cái giải pháp của an phát nông nếu như có thắc mắc gì thì cứ mạnh dạng à, liên hệ với anh em qua số hotline hoặc là để lại bình luận ví dụ như là anh chú chúng ta ừ thấy một cái sản phẩm nào đó chẳng hạn như là supercat chẳng hạn như là arigon chẳng hạn như là bác lo sữa mà mình chưa biết cách ứng dụng nó như thế nào cho nó đúng và cách khai thác tối đa được những cái hiệu lực của nó thì có thể để lại bình luận đề nghị anh em chia sẻ chi tiết về giải pháp đó thì à, Trọng Hiếu sẽ chia sẻ đến quên quý chú mình ha và ở phần cuối à, trước khi kết thì à, một chút xíu nữa chúng ta sẽ có một cái đoạn clip ngắn ngắn để cho anh chú chúng ta thấy được những cái à, về cái dạng bột ở bên trong này cái màu sắc ở bên trong này như thế nào cũng như là đánh giá cái đầu tan ha bây giờ Trọng Hiếu xin chào và hẹn gặp lại bà con ở chương trình kỳ tới nhé. 4 điểm nhận biết hàng An Phát Nông chính hiệu Hàng An Phát Nông phải có logo chữ APN với biểu tượng đốt lúa trên góc trái Hàng An Phát Nông phải có dòng đơn vị phân phối công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại An Phát Nông Hàng An Phát Nông phải có băng nhận diện hình chữ L in chìm biểu tượng APN Hàng An Phát Nông phải có QR code dẫn đến kênh youtube An Phát Nông Hàng An Phát Nông chính hiệu phải đủ 4 yếu tố trên An Phát Nông an tâm phát triển nông nghiệp